Hello, xin chào mọi người ha. Thì nay Hiếu lại tiếp tục làm cái cây 7544 mà ở trong cái video mà với cái tiêu đề khoan biên nhịp 7 quá trình làm máy phần 29 ha. Thì cuối cùng không thành công đúng không anh em? Thì Hiếu có nói là do cái vòng 500 đúng không anh em? Thì bây giờ Hiếu đã mua được cái xác này ha. Mua được cái thân máy, một body luôn á. Chẳng qua là bị mất đầu. Và cái chân này gãy, chân này thì cũng dễ thay cũng gì khó, nhưng mà Hiếu đã quyết định, mà với lại cái thanh máy nó dập dùi quá là Hiếu chỉ có lấy làm linh kiện thôi chứ Hiếu không có ấy ha. Thì bây giờ Hiếu lại bung ra, Hiếu sẽ thay để có coi cái bịch Hiếu nói có đúng hay không ha. Hiếu chỉ lấy mỗi cái vòng vòng Sator đưa qua cho em nó ha, anh em sẽ thấy khác một trời một vực liền. Nó sẽ bắn nó dí dí dí, nó dé dé dé. À quên, bây giờ Hiếu cứ để im như vậy đã, Hiếu thử máy cho anh em xem. Nó bắn nó giống như cái video trước Hiếu có test máy rồi. Có nghĩa là anh em muốn biết Hiếu đánh đúng bệnh hay không là anh em coi lại video cũ á, ở phần 29 á anh em. Thì Hiếu đã bắn thử ha, mà nó giống như 12V, mà thậm chí nó còn yếu hơn cả 12V. Thì Hiếu biết chắc chắn là không đúng ha. Test bò ngoài thì ok ha, mà gắn vô thì lại như vậy thì là hiện rồi ha. Do quá trình là ban đầu anh đắp sai, anh khách ấy, anh thầy than anh đắp sai thôi, rồi nó mới bị như vậy thôi, nó bị kẹt đầu cứng đầu, mà còn cố tình bóp bóp cho nó kẹt cực kẹt thì nó sẽ bị chảy thôi ha, nó sẽ hư cái vòng 500 chỗ than. Bây giờ Hiếu sẽ bóp ra. Máy này ra luôn. Thì cứ hút ra đã. Im hiện trường như vậy. Rồi. Bỏ cái này qua đây bên. Ok là Hiếu lại dư ra một bộ bộ công tắc này nữa ha, mà cũng chưa biết công tắc này còn sống hay chết nữa. Trước mắt là cứ làm cho anh khách cái máy này ok. Rồi, tất cả đã bung hết ốc ha. Ra. Thích là Hiếu lấy nguyên một cái bộ bộ Sator và cái vòng 500 qua luôn, nhưng mà đây anh em thấy nó hít nè, nó hít nặng lắm nha anh em. Đó, nó phải như thế này, còn nó hít như thế này nè, cảm giác nó yếu hơn anh em đó. Bây giờ Hiếu sẽ gắn cái vòng 500 này vô, bây giờ mình sẽ chùi sơ đi. Để Hiếu vài giây Hiếu đánh cái này cho nó ok, nó đẹp đẹp một tí luôn ha. Đợi Hiếu xíu. Rồi, bây giờ ráp vô anh em ha. Nắp thôi anh em, kiểm tra lại có còn gắn móc gì hay không, bằng sự hàng có ok chưa. Rồi, ok anh em ha.
sẽ ra đỡ 4 con ốc. Rồi, và bây giờ Hiếu đã đắt máy vô xong rồi ha. Giờ nghe tiếng máy nó đã khác rồi ha. Đó, nó phải dé lên, nó rí, rí lên như vậy nè anh em. Đó, như vậy mới đúng nè. Chứ không phải là chạy mà cái tiếng mà nó vù 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 vù. Nó là 4.4 mà, chứ đâu phải giống như 12V được. Đây, chức năng chậm nè. Kể cả chức năng chậm của nó cũng phải nghe tiếng như thế này. Bây giờ Hiếu sẽ test vài con vít loại lớn luôn ha. Chứ không phải cái vít mà nhỏ nữa. Hiếu sẽ bắn cho anh em xem tận coi là cái lực của nó như thế nào ha. Rồi nó có ok hay không. Hiếu sẽ bắn trên cái loại mà vít như thế này. Đó, vít lớn như thế này nè, chứ không phải là vít 4 cạnh nhỏ ở trong đây ha. Rồi, bây giờ Hiếu sẽ nạ thử những chỗ nào mà gỗ chắc chắc đây. Đây, chỗ này chưa có lỗ ha. Đó, 4.4 thì nó phải vậy chứ không phải là yếu như ban đầu nữa ha. Rồi, video của Hiếu hôm nay thì nó chỉ có ngắn gọn như vậy thôi ha. Chúc anh em thành công ha. Xin chào, hẹn lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.